Chồng bắt ép vợ ở nhà nấu cơm rửa bát, dọn dẹp ngày Tết có thể bị phạt đến 10 triệu đồng. Dù xã hội ngày nay luôn tôn trọng và hướng tới bình đẳng giới, tuy nhiên vẫn không ít người giữ quan niệm rằng nội trợ là việc của phụ nữ, đàn ông vất vả kiếm tiền nuôi gia đình, còn trách nhiệm của phụ nữ là lo toan việc nhà. trên thực tế đây là một suy nghĩ cổ hủ lạc hậu. Trách nhiệm lo toan việc nhà, xây dựng tổ ấm thuộc về cả phụ nữ và đàn ông trong gia đình. Dưới góc độ pháp lý, theo khoản 1 điều 19 Luật Hôn nhân và Gia đình năm 2014 có quy định vợ chồng có nghĩa vụ thương yêu, trung thủy, tôn trọng, quan tâm, chăm sóc giúp đỡ nhau, cùng chia sẻ thực hiện các công việc trong gia đình. Như vậy theo quy định của pháp luật, san sẻ việc nhà với vợ không chỉ là tự nguyện mà còn là nghĩa vụ của người chồng. Nhắc đến Tết không ít người thấy sợ Tết, đặc biệt những người phụ nữ đã có gia đình, bởi nếu như trước Tết họ phải tất bật dám sửa, dọn dẹp nhà cửa thì trong những ngày Tết họ lại bận rộn với cơm nước bếp núc Thậm chí trong một số gia đình, người chồng ép buộc vợ mình phải ở nhà để hoàn thành những công việc này. Theo điểm A khoản 1 điều 55 Nghị định 144 2021 NDCP, người vi phạm hành vi dưới đây sẽ bị phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 5 đến 10 triệu đồng. Nếu có hành vi cấm thành viên gia đình ra khỏi nhà, ngăn cản thành viên gia đình gặp gỡ người thân bạn bè hoặc có các mối quan hệ xã hội hợp pháp lành mạnh nhằm mục đích cô lập gây áp lực thường xuyên về tâm lý đối với thành viên đó. Theo quy định này, nếu chồng cấm hoặc ngăn cản vợ ra khỏi nhà, về nhà ngoại, gặp gỡ cha mẹ đẻ, anh chị em bạn bè của vợ, hay bắt vợ ở nhà rửa bát nấu cơm trong những ngày Tết nhằm cô lập, gây áp lực về tâm lý thì có thể bị phạt hành chính lên tới 10 triệu đồng. Không phải mọi trường hợp chồng không cho vợ ra khỏi nhà để gặp gỡ người thân bạn bè đều bị phạt, mà chỉ trong trường hợp bắt vợ ở nhà để rửa bát nấu cơm làm việc nhà vì muốn cô lập vợ thì chồng mới bị phạt mức trên. Trước đây theo điểm A khoản 1 điều 52, Nghị định 167-2013 NDCP, nếu chồng ép buộc vợ ở nhà nấu cơm, không cho vợ đi chơi Tết, du xuân, không cho vợ về thăm nhà ngoại, nhằm mục đích cô lập gây áp lực tâm lý thì mới bị phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 100 đến 300 nghìn đồng. Như vậy mức phạt này hiện nay so với trước đó đã tăng lên gấp nhiều lần.